người chiều nay. Em đừng buồn và âu lo quá nhé, nhớ đón con và động viên cha mẹ, bởi tổ quốc cần anh chẳng thể. Nhưng Covid đang tràn lan đất nước, anh không thể nghĩ tình riêng mình nữa khi các bạn anh bạc tóc. Sẽ lái về thôi. Sáng nay tin từ nước Mỹ xa xôi, mấy ngàn người đã không còn sợ sống. Thương yêu rằng muôn trái tim lay động, hơn nghìn người trong tuyệt vọng ra đi. Tây Ban Nha rồi đại lục Paris, cả thế giới chìm một màu tan tóc. Trái tim anh mong manh hồi hộp, bao rồi lo cánh cánh quê nhà. Trái tim anh chờ khóc vì thương và lo cho cả ông bà. Sợ dịch vô tình gây ra nỗi khổ cho quê mình, sợ bất chợt tay ương thình lình hiện đến. Ngại bao người xuống lên sân thi, tâm trí ngổn ngang lo người thân nhiễm Covid. Sợ sẩy một giây vô vương cứu ngờ, hàng xóm dân tộc đang cần. Chào em yêu đồng đội anh.